bị so sánh với Trấn Thành, Lý Hải lên tiếng nói rõ thái độ. Lý Hải và bà xã đã lên tiếng và nói rõ quan điểm giữa lúc dân tình so sánh với Trấn Thành. Từ sau khi ra mắt phim điện ảnh, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà được công chúng dành sự quan tâm trong mỗi lần lộ diện. Chỉ trong vài ngày công chiếu, Lý Hải đã có một số thành công nhất định về mặt doanh số. Cũng ngay thời điểm này, xuất hiện nhiều ý kiến so sánh về sản phẩm, thái độ của Trấn Thành và Lý Hải. Trước những nhận xét trái chiều, tối mùng 1 tháng 5, Lý Hải và bà xã trực tiếp phản hồi trước công chúng. Đạo diễn, diễn viên Lý Hải lên tiếng khẳng định không dùng chiêu trò trong suốt hành trình 30 năm làm nghề. Đồng thời, Lý Hải mong dân mạng ngừng việc so sánh và dùng từ nhạy cảm làm ảnh hưởng đến người khác cũng như tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Lý Hải chia sẻ thêm, đã là nghệ sĩ thì bốn bề là nhà, mọi người đều là gia đình, nên lời tâm sự này không chỉ dành cho Phán mà anh Lý Hải rất mong cả. Bạn không phải là Phán cũng hiểu dùm anh Lý Hải nhé. Giữa con người với nhau, càng đồng cảm thì càng ít hiểu lầm. Giữa lúc bị gọi tên vào các ồn ào so sánh với đồng nghiệp, Lý Hải thổ lộ, hãy lan tỏa yêu thương và trao cho nhau những điều tốt đẹp. Sống trên đời thương nhau còn không hết ai nỡ làm hại nhau. Xin đừng làm tổn thương nhau bằng những câu nói hay bằng những sự việc mà chưa có sự kiểm chứng rõ ràng. Thái độ dĩ hòa vi quý, thân thiện và hướng đến những điều tích cực của Lý Hải khiến khán giả đồng tình. Đặc biệt, về vấn đề thông tin đã vượt mặt Trấn Thành và nhận về 80 tỷ trong 2 ngày, Minh Hà, vợ Lý Hải cũng thay mặt chồng giải thích với công chúng. Hiện tại anh Hải chỉ mới cập nhật từ nhà phát hành tới 210.000 vé đã thông báo cách đây mấy hôm. Còn các bài về số tiền doanh thu là không phải từ anh Lý Hải vì bữa giờ ekip lo chạy senator để cảm ơn khán giả. Cách đây 2 năm, Trấn Thành cũng từng vướng vào ồn ào chơi xấu Lý Hải vì đăng bài quảng bá một bộ phim nước ngoài lúc đàn anh ra phim. Thời điểm đó, Trấn Thành lên tiếng, chúng ta đừng nghĩ nhau xấu như vậy, trước khi nói mình phải tìm hiểu xem người trong cuộc là gì của nhau. Tôi quý anh Lý Hải là cả thế giới biết. Những phần phim trước của anh Hải dù không nhờ, tôi cũng tự nguyện quảng bá dùng anh vì phim anh rất tử tế, làm kỹ, kỷ lục sinh ra để phá vỡ, ai vượt kỷ lục phim tôi còn mừng. Mình là người sống trượng nghĩa, ai giỏi mình công nhận. Người chỉ biết ganh tị sẽ khó thành công. Vì người ta giỏi mà không công nhận thì mình chẳng thấy được gì hay ho cả. Nói tôi xấu tính với người, điều đó vô lý lắm. Bí quyết thành công duy nhất là khiến mình tốt hơn chứ không phải làm cho người khác tệ đi. Lý Hải cũng từng lên tiếng bênh vực Trấn Thành, nhiều khi Trấn Thành vô tư, không để ý thôi chứ anh em tôi từng học chung trường, đứng chung sân khấu với nhau suốt bao nhiêu năm trời thì ai nỡ lòng nào làm như thế.